Rồi chào các em ha. Hôm nay bây giờ cô sẽ giải đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-19. Cô giải một đề. Cái này có trắc nghiệm. Chúng ta đi vào một La Mã. Trắc nghiệm. Trắc nghiệm. Thì câu 1, kết quả nào sau đây là sai? Kết quả nào sau đây là sai? Câu A. Câu A là 1 phần 2. Không thuộc y. 1 phần 2 không thuộc y. Câu này là đúng nè. Câu B. 2 thuộc n. 2 thuộc n là số tự nhiên. Đúng luôn. Câu C. Căn 3 thuộc y. Câu này cũng đúng. Căn 3 thuộc y. Y ở đây chính là số vô tỉ, là đúng. 2. Câu D. 2 1 phần 3. Vậy câu này chắc chắn sẽ sai. 2 1 phần 3. Cái này thuộc Z. Không đúng. Vậy chúng ta sẽ chọn câu D. Rồi câu 2. Câu 2 là gì? Giá trị của biểu thức trừ 3 phần 4 cộng trị đối 1 phần 7 trừ 0,2 là bao nhiêu? Rồi, giá trị trị tuyệt đối của trừ 3,4 cộng cho trị tuyệt đối của dương 1,7 trừ cho 0,2 trừ 0,2 bằng. Như vậy trị tuyệt đối của trừ 3,4 4 thì sẽ ra là 3,4 nè. Dương 1 phần 7 ra 1,7. Trừ cho 0,2. Vậy sẽ bằng 7 cộng 4. 7 cộng 4 là 11. Viết 1, nhớ 1. Phẩy 3 cộng 1 là 4. Nhớ 1 nữa là 5. 5 trừ đi 0,2. Như vậy sẽ bằng mấy đây? Bằng 4,9. Bằng 4,9. Câu 3. Từ đẳng thức A nhân D. A nhân D bằng B nhân C. Ta có tỷ lệ thức 2 chấm. Câu A. Câu A là ta có A trên B sẽ bằng C trên D. Như vậy A trên B sẽ bằng C trên D. Vậy câu A là đúng nè. Còn A trên B mà bằng D trên C là sai. Như vậy chúng ta thấy câu A là đúng, chúng ta chọn ngay câu A. Câu 4. 12 trên 9, 12 trên x bằng 4 phần 9. 12 trên x bằng 4 phần 9. Rồi tính giá trị của x, vậy suy ra x của mình sẽ bằng 12 nhân 9 chia 4. 12 chia 4 được 3, 3 nhân 9 27, như vậy x của mình sẽ bằng 27. Cái nào có 27 mình chọn. Rồi, kết quả làm tròn số câu 5. Kết quả làm tròn số 0,7126 đến trừ số thập phân thứ 3. Như vậy mình sẽ làm tròn xấp xỉ nó sẽ bằng gì? Làm tròn đến trừ thập phân thứ 3 như vậy là 0,713. 2 cộng 1 lên lên 3. Rồi. Câu 6. Câu 6 là nếu căn x bằng 9 thì x sẽ bằng bao nhiêu? Nếu căn x mà bằng 9 thì x bằng bao nhiêu? Bình. Như vậy suy ra căn x sẽ bằng
9 tức là căn của 81, cho hai cái trong căn bằng nhau. Như vậy trong trường hợp này x sẽ bằng 81. Cái nào 81 mình chọn. Rồi câu 7. Câu 7 là nếu y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ là -3.5 thì x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là bao nhiêu? Tỷ lệ thuận thì mình sẽ nghịch đảo lên. Hệ số tỷ lệ là -3.5 thì số nghịch đảo của nó sẽ là nghịch đảo lên là 1/-3.5. Như vậy mình sẽ chọn câu C. Rồi câu 8. Câu 8, đại lượng x tỷ lệ nghịch với đại lượng y. Đại lượng x tỷ lệ nghịch với đại lượng y. Tỷ lệ nghịch thì mình sẽ có x nhân y bằng k. Trong trường hợp này họ cho x bằng 5, y bằng 8. Như vậy 5 nhân 8 sẽ bằng 40 bằng k. Như vậy k sẽ bằng 40. Khi x bằng -4 thì y sẽ làm bằng bao nhiêu? Vậy từ đó mình suy ra. Họ cho x rồi bắt tìm y. Như vậy y của mình sẽ bằng k chia x. Tức là bằng k ở đây chính là 40. Chia cho x trong trường hợp này x bằng -4. X bằng -4 như vậy là bằng 4 chia 4 được 1. Vậy chỗ này trong trường hợp này y bằng -10. Cái nào -10 thì mình chọn. Rồi câu 8, giờ sang câu 9. Câu 9. Đường thẳng XY là đường trung trực của đoạn thẳng MN. XY là trung trực của đoạn thẳng MN. Như đây, giờ mình vẽ đường trung trực hai đoạn thẳng này. Rồi đường trung trực thì sẽ vuông góc và đi qua trung điểm. Hai đoạn này bằng nhau. Vuông góc. XY là đường trung trực của đoạn thẳng MN, đây là M, đây là N, đây là XY. Thế khi XY là đường trung trực của đoạn thẳng MN khi câu A nó là XY đi qua Y của MN. Câu B XY vuông góc với MN. Câu C thì XY phải vuông góc với MN tại Y và YM phải bằng YN. Như XY, câu D là XY song song với MN và YM bằng YN. Như vậy nhìn hình chúng ta thấy là phải vuông góc và nó phải tại trung điểm Y, YM bằng YN. Câu C là câu đúng, mình sẽ chọn câu C. Câu C đó là XY vuông góc với MN và YM bằng YN. Câu 10. Thấy không ta? Đây, câu 10. Cho hình vẽ, chọn câu đúng. Rồi cho hai đường thẳng AB, góc A1, B1. Câu A, A1, B1 là cặp góc trong cùng phía. A1, B1 là cặp góc đồng vị. Rồi, các cặp góc sau đây trong. Câu D, các câu A, B, C đều sai. Như vậy chúng ta chọn câu D là câu sai. Như vậy câu 10 chọn câu D là tất cả các câu đều sai. Nhìn hai đường thẳng là mình viết không song song rồi. Rồi câu 11. Câu 11 cho hình vẽ A song song với B. Hãy chọn câu đúng. Rồi các em nhìn câu 11. Chọn câu đúng. Nên nó vẽ ra hình cho dễ thấy ha, nó không khó thấy. Tháng này xong xong. Rồi cho AB. AB song song với nhau vậy. A1 đây là A1, 2, 3,
4, đây là góc B. B 1 2 3 4. Chọn câu đúng. Như vậy ở đây câu đúng là A3 bằng B4. Đúng không? A3 bằng B4. Chúng ta nhìn hình xem. A3 bằng B4. Bằng không? A3 bằng B4. Hay là A3 bằng B2? A3 bằng B2. Không lấy bằng nè. A3 bằng B1. A3 bằng B1. A3 bằng B1 bằng không? A3 bằng B1. Hay là A1 bằng B4? A3 bằng B4. A3 không bằng B4 rồi. Như vậy ở đây câu đúng, chọn yêu cầu là chọn câu đúng. Vậy là A1 bằng khó